Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, sau 2 năm khẩn trương xây dựng, công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đã được khánh thành, chính thức đưa vào sử dụng. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Công trình cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được khởi công xây dựng ngày 29 tháng 3 năm 2020 là công trình giao thông phức hợp bao gồm hầm chui, đường và cầu vượt. Được đầu tư đồng bộ cùng với hệ thống tổ chức và giám sát giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí và cây xanh cảnh quan. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3 năm 1975, 29 tháng 3 năm 2020. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới đường giao thông đô thị cho khu vực trung tâm, giải quyết được tình trạng kẹt xe trước đây, tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía đông thành phố, đồng thời cũng là một điểm nhấn về cảnh quan của thành phố ở phía bờ Tây sông Hàn. Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trân trọng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông cùng các sở ngành có liên quan. Đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ và an toàn. Sự phối hợp tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình thi công công trình. Kính thưa quý vị, thành phố chúng ta vừa trải qua 2 năm vô cùng khó khăn khi đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đảm bảo các mục tiêu về phòng chống dịch, vừa duy trì các hoạt động kinh tế xã hội. Cùng với dự án mở rộng công viên APEC, cũng như những công trình vừa hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng, công trình này đánh dấu sự trở lại của các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố, tạo sức bật mới, động lực mới để thành phố thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc kích hoạt lại các dự án phát triển đô thị, các dự án về kinh tế xã hội, sự phục hồi hoạt động du lịch. Dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý có tổng vốn đầu tư hơn 723 tỷ đồng. Quy mô đầu tư cải tạo đối với đường 2 tháng 9 có bề rộng cầu 14 m, đường Duy Tân đoạn phần hầm và đường dẫn vào hầm đoạn từ Hoàng Diệu đến Bạch Đằng nối dài, bề rộng hầm 15,5 m, đoạn từ Lê Đình Thám đến Hoàng Diệu và Bạch Đằng nối dài đến cầu Trần Thị Lý, bề rộng đường dẫn vào hầm 14,5 m. Nút giao thông 2 tháng 9 Trần Thị Lý sẽ tổ chức giao thông khác mức 3 tầng, tầng mặt đất bố trí đạo xuyến, tầng ngầm có chiều dài hơn 900 m theo hướng đường Duy Tân Trần Thị Lý.